không chấp nhận được. Không chấp nhận được, test pin như này là không thể nào mà chấp nhận được. Vâng, xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với anh em TV. Bây giờ đang là 12 giờ đêm. 12 giờ đêm. Và một trong những cái điều mà mình thấy rằng anh em quan tâm nhiều nhất đối với lại chiếc iPhone 12 đó chính là vấn đề về pin. Anh em hỏi mình rằng là iPhone 12 pin có tốt không? Và iPhone 12 nếu như so sánh pin của nó với chiếc iPhone 11 thì máy nào sẽ hơn máy nào? Vậy thì câu trả lời của ngày hôm nay sẽ có bằng cách chúng ta sẽ so sánh pin của iPhone 12 và iPhone 11. Đây sẽ là bài test pin xuyên đêm. Vậy thì anh em đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Anh em ơi! Giới thiệu qua một chút về cái bài test pin lần này. Đây sẽ là một bài test pin rất đặc biệt. Bởi vì sau khi test pin ấy, thì mình sẽ còn test thêm cả một cái nữa. Đó chính là, đây anh em có thể thấy, đây chính là cái này. Đấy, đây là cái sạc MagSafe mới nhất của Apple. Và sau khi mà mình đã rút cạn pin của chiếc iPhone 12 rồi thì mình sẽ sạc chiếc iPhone 12 bằng cái sạc MagSafe này để xem là bao nhiêu lâu thì nó sẽ đầy, để có thể chia sẻ kỹ hơn với anh em. Ok, thế thì đầu tiên đây xin giới thiệu với anh em chính là chiếc iPhone 12 phiên bản màu đỏ. Còn đây chính là chiếc iPhone 11 phiên bản màu đen. Hiện tại thì cả hai máy đều đã có đủ 100% pin. Và nói chung là cả hai máy đều đang ở cái mức gọi là sung mãn nhất rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử xem là nó có thể trụ được bao nhiêu lâu nhá. Thế trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì nếu như anh em nào đang quan tâm tới những chiếc iPhone 12 mới nhất thì mình sẽ để cho anh em đường link ở phía bên dưới dẫn thẳng tới hệ thống cửa hàng của Cellphone.net. Hiện tại thì anh em đã có thể đặt hàng được chiếc máy này với mức giá rất là tốt. Và đường link cũng như là giá bán về chi tiết cũng như là các cái phiên bản từ 12 mini cho tới 12 Pro Max thì mình sẽ để cho anh em link phía bên dưới nhá. Rồi, thế thì bắt đầu thôi nhỉ. Vậy thì nói kỹ hơn về cái bài test lần này thì mình sẽ để cả hai máy độ sáng ở mức là tầm khoảng 70 hoặc 80% để cho anh em có thể xem được. Cái thứ hai nữa là mình sẽ bật tất cả những cái thông báo lên. Đấy, bật tất cả thông báo lên từ ảnh AnTuTu cho tới là những cái app game các thứ là mình sẽ bật hết lên. Đầu tiên thì với bài test Instagram thì mình thấy rằng là anh em cũng sử dụng ứng dụng này khá nhiều. Và trong bài test đầu tiên này thì mình sẽ tiến hành là sử dụng cũng như là xem story của tất cả những bạn của mình ở trên Instagram. Hết thì thôi, đúng không ạ? Rồi thì xem là máy còn bao nhiêu phần trăm. Hiện tại cả hai máy thì đều đang là 100%. Và bây giờ đang là 12 giờ 16 phút. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau xem. 1, 2, 3. Xem story của tất cả mọi người nhé. Ok, và hiện tại thì đang là 1 giờ 20 phút và cả hai chiếc điện thoại của chúng ta thì đều đã hoàn thành xong cái bài test đầu tiên của mình, đó chính là sử dụng Instagram. Và hiện tại thì chiếc iPhone 12 của chúng ta đang là 96%. Còn với chiếc iPhone 11 nó là 97%. Khá là sát sao đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại bài test thứ hai hardcore hơn, đó chính là chấm điểm AnTuTu trong vòng 1 tiếng để xem là sau khi cả hai máy này nó nóng lên rồi thì nó sẽ bị tụt bao nhiêu phần trăm pin. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại cái bài test AnTuTu này. Mình sẽ bấm start testing. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đợi hai cái máy này. Thì trong lúc mà chúng ta đợi ấy, thì mình sẽ chia sẻ luôn với anh em là về cái dung lượng pin của cả hai chiếc máy này. Đầu tiên là về chiếc iPhone 11 ấy, thì dung lượng pin của nó hiện tại đang là hơn 3000, nếu như mình nhớ không nhầm là khoảng 3110 mAh. Một cái dung lượng pin mà mình thấy rằng là cũng khá là ấn tượng đối với lại một chiếc iPhone, đúng không ạ? Còn đối với lại chiếc iPhone 12 thì rất đáng tiếc là iPhone 12 của năm nay thì nó lại bị cắt giảm dung lượng pin so với lại iPhone 11 năm ngoái. Cụ thể là cái dung lượng pin của nó chỉ là khoảng tầm 2815. Nếu như mình nhớ không nhầm là khoảng 2815. Tức nghĩa là nó bé hơn rồi, nó ít hơn rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên đấy vẫn chỉ là những con số mà thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đợi cả hai chiếc máy này để xem là nó có, sau khi mà chúng ta test AnTuTu tầm khoảng 1 tiếng, tầm khoảng đến 2 giờ rưỡi thì chúng ta sẽ còn bao nhiêu phần trăm pin nhé. Rồi, và như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong bài test thứ hai, đó chính là bài test AnTuTu.
Và tất cả những thông số các thứ thì mình cũng đã có ghi lại ở đây hết rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại và bình luận một chút về những cái con số này nhé. Ok, ở trong vòng 30 phút đầu tiên thì anh em có thể thấy rằng là chiếc iPhone 12 của chúng ta thì sẽ có một cái nhiệt độ tương đối cao là 38 độ C. Trong khi đó thì iPhone 11 cũng chả khá hơn, 37 độ C. Và phần trăm pin của hai chiếc máy này thì lần lượt là 73% cho chiếc iPhone 12 và 77% cho chiếc iPhone 11. Tức nghĩa là nó chênh lệch nhau khoảng tầm 4%. Đấy, sau khoảng tầm hơn 1 tiếng thì bắt đầu là cái nhiệt độ của chúng ta vẫn được giữ nguyên là 38 độ C cho chiếc iPhone 12. Nhưng mà iPhone 11 thì nó cũng tầm khoảng 36 đến 37 độ. Và tất nhiên là dung lượng pin của chúng ta cũng đã bị giảm xuống ít nhiều, 61% cho chiếc iPhone 12 và 64% cho chiếc iPhone 11. Tức nghĩa rằng là anh em có thể thấy chiếc iPhone 12 và chiếc iPhone 11, nếu như chúng ta so sánh nó về cái dung lượng pin, về cái phần trăm pin cũng như là về cái nhiệt độ, thì rõ ràng là hai cái máy này nó chênh nhau không quá nhiều. Tuy nhiên, nếu như anh em để ý trong cái phần test AnTuTu, đây mình sẽ cho anh em xem lại, thì anh em sẽ thấy rằng là chiếc iPhone 12 ấy, nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ hoàn thành bài test của mình sớm hơn, bài test AnTuTu sớm hơn là chiếc iPhone 11. Thế nhưng mà cái animation của nó, cái chuyển động của nó thì anh em sẽ thấy rằng là nó có vẻ như là không mượt bằng chiếc iPhone 11. Thì đây cũng là một trong những điều mà anh em cần phải lưu ý. Rất có thể là đây là một cái sức mạnh của con chip A14 so với con chip A13, đúng không ạ? Rồi, thế thì chúng ta đã cùng nhau xem xong cái bài test thứ hai. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại bài test thứ ba. Cả hai máy ban nãy thì cũng đã khá là nặng nề rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm cho nó nhẹ nhàng hơn một chút. Chúng ta sẽ cùng nhau chơi một cái tựa game Temple Run 2. Cái tựa game này thì mình cũng đã có chia sẻ với anh em rồi. Anh em chỉ cần cứ để như thế thôi. Sau đó thì để nó tự chơi trong vòng nửa tiếng để xem là hai máy này nó sẽ hết bao nhiêu pin nhé. Ok, và thoải mái nhẹ nhàng thì cũng đã đến 3 giờ sáng rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại bài test tiếp theo. Như anh em có thể thấy thì viên pin, cái dung lượng pin của chúng ta nó cũng đang khá là suýt sót nhau, 59 và 56%. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại bài test tiếp theo, đó là TikTok. Và như anh em cũng đã biết rằng TikTok ấy, nó là một trong những ứng dụng chạy nền phải gọi là cực kỳ kinh khủng. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem TikTok để xem là sau nửa tiếng máy của chúng ta sẽ còn bao nhiêu phần trăm pin. Ok, xin mời anh em. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại cái bài test tiếp theo, đó chính là quay video 4K trong vòng nửa tiếng để xem là máy nào sẽ sụt pin nhanh hơn. Thường thì đối với lại video 4K thì máy nó sẽ nhanh nóng hơn cũng như là sụt pin sẽ nhanh hơn, và để xem là khoảng cách của chúng ta có được nới rộng ra hay không. Như vậy thì cả hai máy đều đã được điều chỉnh thành 4K 30 frame. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành quay video trên cả hai chiếc máy này. 1, 2, 3. Rồi, và như vậy thì quay video 4K đã xong rồi. Kết quả thì chúng ta đã có chiếc iPhone 12 là người đã hết pin trước với 7% pin. Còn đối với lại chiếc iPhone 11 nó vẫn còn khoảng tầm 11-13%. Tuy nhiên thì anh em có thể thấy rằng là cái chênh lệch ở đây nó là không quá nhiều. Và đó, qua cái bài test ngày hôm nay thì mình đã trả lời câu hỏi của anh em là iPhone 12 và iPhone 11 thì cái thời gian sử dụng nó sẽ như thế nào. Và anh em có thể thấy rằng là iPhone 12 và iPhone 11 nó chênh nhau không quá nhiều. Tất nhiên iPhone 12 nó vẫn sẽ thua hơn, tại vì là cái dung lượng pin của nó về cơ bản nó cũng đã ít hơn rồi. Tuy nhiên thì đó, nó chênh lệch nó là không quá nhiều. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại cái phần thứ hai, đó chính là cái sạc MagSafe của chiếc iPhone 12. Mình sẽ cắm cái sạc này trong vòng khoảng 2 tiếng để xem là nó có thể lên được bao nhiêu phần trăm nhá. Vậy thì chia sẻ một chút với anh em về cái MagSafe này. Thì đây nó là một cái phụ kiện sạc không dây của Apple thiết kế cũng như được tạo ra dành cho chiếc iPhone 12 và rất có thể là cả những thiết bị iPhone sau này nữa. Cụ thể là chúng ta sẽ có những cái phần nam châm ở đằng sau chiếc iPhone 12 này, và khi mà chúng ta gắn vào ấy, nó sẽ có một cái tiếng kêu như thế này. Đó, rất là xịn sò đúng không ạ? Nghe lại nhé. Đó, và cái nam châm này nó sẽ hút rất là chắc chắn. Anh em có thể thấy rằng chúng ta có thể dí dí này,
chúng ta có thể đun qua đưa lại đấy, mà chiếc iPhone của hai chúng ta nó sẽ không hề bị rơi ra. Mình nói thế thôi chứ thực ra là mình cũng sợ bỏ bố ra. Và theo như Apple có quảng cáo thì đối với lại sạc MagSafe này thì nó có thể sạc 20W cho chiếc iPhone 12. Còn đối với lại những cái thiết bị iPhone đời cũ thì mình cũng chưa biết. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thử xem là nó sẽ như thế nào nhé. Ok, đầu tiên thì mình đã cắm thử cái chiếc cái sạc MagSafe này vào cái củ sạc MacBook của mình. Cái củ sạc MacBook của mình công suất của nó lên tới là 87W. Cũng khá là căng đấy. Và sau đấy thì mình đã sạc thử với chiếc iPhone 12. Tất nhiên là nó lên. Tuy nhiên thì cái đo dòng điện, cái đo cái công suất đầu ra của mình thì mình thấy rằng là nó không được 20W mà nó chỉ được tầm khoảng là 10W, 9W thôi. Và đây nó không giống như là những gì mà Apple đã công bố. Và sau đó thì mình có đổi sang cái củ sạc nhanh của Samsung. Cái củ sạc này thì nó đi kèm với con Note 10 cộng đấy. Thì nó không khá khẩm hơn là bao nhiêu, nó cũng chỉ được tầm 9-10W thôi. Và đây thực sự là một điều mà mình thấy rằng khá thất vọng. Và sau đấy thì mình đã có đổi sang chiếc iPhone XS của mình thì kết quả nó cũng tương tự. Nói chung là không sạc được lên 20W ở trên con iPhone 12, cũng như là iPhone XS cũng không lên nổi quá 10W luôn. Thế thì nói thông số cho anh em như vậy thôi, còn bây giờ thì cũng đã là 6:30 sáng rồi. Đây, 6:30 sáng rồi. Và chúng ta sẽ cùng nhau đợi xem là tầm khoảng 2 tiếng nữa đi, 2 tiếng nữa thì máy nó có đầy pin hay không nhá. 2 hours later. Như vậy thì đã là 8:22, 2 tiếng kể từ lúc mà chúng ta bắt đầu sạc chiếc iPhone 12 bằng cổng MagSafe. Và hiện tại thì chúng ta đã có 87% với anh em. Đó. Không chấp nhận được, test pin như này là không thể nào mà chấp nhận được. Rõ ràng Apple nói rằng cái củ sạc này là 20W, thế nhưng mà khi chúng ta cắm vào nó chỉ được 9W là thế nào? Thế nên mình đã quyết định là mang cái máy này đến văn phòng và chúng ta sẽ cùng nhau test những cái củ sạc ở đây. Chúng ta có củ sạc chính hãng của Apple, chúng ta có củ Anker. Tất cả những củ này đều là củ sạc nhanh và chúng ta sẽ cùng nhau xem tốc độ nó đến đâu nhá. Những cái củ sạc này thì đều là những củ sạc mình đã mượn được tại chuỗi hệ thống cửa hàng của Cellphone.net. Và nếu như anh em đang quan tâm tới những cái phụ kiện chính hãng cũng như là những cái củ sạc tốt nhất dành cho chiếc iPhone của anh em thì anh em có thể truy cập vào link bên dưới. Mình đã để hết ở đó rồi. Ở đây thì mình đang có rất nhiều những củ sạc. Đầu tiên chúng ta sẽ có củ sạc chính hãng tới từ Apple. Củ sạc này là củ sạc 20W. Chúng ta sẽ gắn nó vào đây. Đó, MagSafe. Ok, done. Chúng ta sẽ cùng nhau xem nó lên được bao nhiêu. 9V, 0.25A. Như vậy thì củ sạc của Apple của chúng ta anh em có thể thấy rằng là nó cũng chỉ loanh quanh tầm khoảng là 10W mà thôi. Thế nhưng mà chúng ta còn ở đây còn rất nhiều củ sạc khác. Chúng ta sẽ cùng nhau thử cái củ thứ hai. Đây là cái củ của Anker và mắc cái củ này cũng được 20W anh em. Bây giờ chúng ta sẽ cắm nó vào. Và như vậy thì cái củ Anker này nó cũng không lên được. Nó còn yếu hơn cả củ trước anh em ạ. Điều vãi trưởng. Thôi rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử cái củ cuối cùng. Củ này là củ của Morphe. Morphe, đây là một trong những hãng mà xuất hiện tại Apple Store luôn đấy anh em. Rồi, đã lên. Đó. Vâng, và như vậy thì ngày hôm nay mình đã test cho anh em tới 3 cái củ sạc khác nhau, từ củ sạc chính hãng của Apple cho tới củ Anker cho tới củ của Morphe luôn. Toàn những cái củ rất là xịn sò mà mình đã mượn được ở bên Cellphone.net. Tuy nhiên thì cái sạc MagSafe này nó vẫn không lên được 20W, 15W cho chiếc iPhone 12. Đây thực sự là một điều rất đáng tiếc. Tuy nhiên thì mình thấy rằng những cái test như thế này mà thì nó cũng khá là tùy thuộc vào cái đường điện nhà anh em. Ví dụ như là nhà anh Duy chẳng hạn. Đây, anh em có thể tham khảo một bức hình anh Duy đã chụp được khi mà anh ấy test bài của nhà anh Duy. Thì đấy, nó lên được 20W sạc nhanh 15W cho chiếc iPhone 12 luôn. Và đây thực sự là một điều mà mình thấy rằng nó rất là hay. Và như vậy trong video ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ với anh em về cái sạc pin, dung lượng pin ở trên iPhone 12 và iPhone 11. Và mình cũng đã test thử cho anh em cái sạc MagSafe này. Vậy thì anh em nghĩ sao về cái sạc MagSafe này, cũng như là đối với anh em nào mà vẫn còn lăn tăn mua iPhone 12 và mua iPhone 11 thì đây nó là cái câu trả lời dành cho anh em. Thì anh em hãy comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn anh em đã xem đến đây. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo. Ngày mai có video drop test nhé.